Một chiếc xe thôi, nghe tên cũng đã biết báo rồi. Viral 125. Xe này cũng báo, nhưng mà báo dư tiền. Lít 125. Hả? Hello anh trai, đi đâu vậy anh trai? Ai anh mày? Tao bình thái giá gấp đôi lần nha. Ủa trời ơi, xích gà xíu đi. Người ta tưởng tao Vigo thay mặt nạ bây giờ. Thế hệ mới, động cơ êm ái hơn, phụ tùng chất lượng hơn, heo Nissin xịn hơn. Heo của em cũng được nhập khẩu từ Nhật Bản và là Mexico. Heo Tokiko.